山间无花的白雪，大风刮过的草原，飞蛾入眠的翩翩，是与你有关的梦魇。无尽无边的深渊，渐渐浮现你容颜，不知所起的情缘，不经意见面言不绝。是谁一身修仙，换我一世周全，明明生死都看淡，却为你心慌意乱。Tinh Hà Trường Minh Tập 21. Mùi bận rộn, sao còn chưa quay đây sớm vậy? Hôm nay là ngày vui của tỷ, ta nhất định phải đến sớm. Giả lại nếu An Nhị thấy được, cô ấy nhất định sẽ rất vui. Có thể ngày nào đó muội cũng sẽ tìm được bến đỗ thuộc về mình. Lúc đó muội sẽ hiểu được lựa chọn của ta hôm nay. Ta hiểu mà. Dù sao cũng đến rồi, sao không qua chung vui? Không phải bệ hạ cũng không đi sao? Chấm sợ trẫm qua đó lại khí thế ác cả Tân Lang. Tốt quá, Lý tỷ tỷ cuối cùng cũng có thể gả cho người mình thích. Nàng không cần ngưỡng mộ Thất Hải Liên, sau này nàng nhất định sẽ có hôn lễ long trọng hơn cả cô ấy. Ta biết nữ tử trên đời đều mong đợi một hôn lễ long trọng, nhưng đây không phải là điều Bạch Lộ muốn.
Vậy nàng muốn gì? Bệ hạ có rất nhiều thứ, nhưng Bạch Lộ lại muốn rất ít. Nếu người thực sự muốn hỏi, ta chỉ hy vọng về lại những ngày tháng được ở bên A Nhị. Nàng muốn quay lại quá khứ. Đến trẫm còn không làm nổi, sao nàng làm được?